Hello, chào mọi người. Và hôm nay thì mình ở ngay tại showroom của Cúp Shop và có rất là nhiều xe rất là độc lạ luôn. Hôm nay thì mình sẽ nhờ ông anh của mình, anh sẽ review, anh sẽ giới thiệu cho mọi người nè. Thứ nhất là về xe này là xe như thế nào, xe này xe gì, giá như thế nào và cái cách để cho cả nhà mua nha. Đó, số điện thoại của ảnh mình sẽ gắn ở trên màn hình để cho anh chị em nhà mình mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với ảnh nha. Rồi, mời anh nha. Rồi, mình cũng giới thiệu thêm cho anh em biết những cái dòng xe bên mình hiện đang là có sẵn nha. Và những cái chiếc xe này là đang rất là hot trong những năm 2022, 2023 và đến nay vẫn còn không có hết hot nha. Đầu tiên là chiếc xe Super Cup 125 phiên bản Limited Edition. Thì ở phiên bản Limited Edition này thì nó sẽ có những cái chi tiết khác, như là cái bẩn này nó sẽ được mạ rôm nè. Và ở đây cái cốp này nó cũng có cái logo Disney ha. Và điều đặc biệt nữa là cái xe nó sẽ có một cái số ký tự nằm ở trên này. Đó, 22 số này, số 22. Công nhận cái bẩn nó đẹp quá luôn anh ạ. Đúng rồi. Và tiếp sau đó là mình có một chiếc Cúp 50 nội địa Nhật. Và chiếc Cúp 50 này nó sẽ lấy thiết kế của những cái chiếc Cúp 81, 86 ngày xưa ha. Wow, ngồi đẹp lắm luôn anh, ngồi rất là cân. Và xe thì thế hệ mới, sử dụng phun xăng điện tử nha. Động cơ cũng có cái lọc nhớt nằm ở bên ngoài để chúng ta có thể thay dễ dàng. Đây, anh đang nói tới cái chi tiết cái lọc nhớt này nè cả nhà. Xe cổ điển mà lại có lọc nhớt. Perfect. Và kế tiếp là chiếc Dream 125 đời 2024 nha. Thì ở phiên bản đời 2024 này nó sẽ khác so với đời 2023, nó sẽ có một cái tem viền ở bẩn này, cũng như là cái logo trên cái mặt nạ này nó sẽ có hiệu ứng 3D khi chúng ta đi ra ngoài nắng á, giống như kim cương vậy. Nó sẽ giống như kim cương, nhìn nó chuyển màu rất là đẹp. Rất đẹp luôn. Và bên cạnh đó thì cũng có chiếc Dream màu xanh. Thì Dream màu xanh này đời 2024 nó sẽ thế cho đời 2023 là cái màu trắng. Màu trắng đời 2023 thì bây giờ đã không còn hàng nữa. Bây giờ thì nó sẽ có là cái màu xanh. Và kế tiếp là chiếc xe màu đỏ. Màu đỏ này nó giống như là nó là màu nho như những chiếc xe rim tem lửa ngày xưa. Màu này còn rất là đặc biệt nữa nè. Và cái con này là phiên bản giới hạn nha, Limited Edition. Nó sẽ được sơn trên mình là một cái màu đen nhám pha lẫn với màu ghi. Đây, rất là đẹp. Và điều đặc biệt nữa là cái xe, những cái xe màu bản Limited này nó sẽ có một cái số khung số máy rất là đẹp. Xin chào. Rồi, tiếp con này. Con này là con Yamaha Fascino 125. Sử dụng công nghệ Bluecore Hybrid. Đây, công nghệ Bluecore Hybrid. Và xe này nó cũng có là khá là nhiều những cái tính năng hay. Có thể kết nối qua điện thoại trên ứng dụng Yamaha Econet. Chúng ta có thể biết được những cái thông số của xe, lịch bảo dưỡng nè, lịch thay nhớt, cũng như là biết vị trí đổ xe. Màu đỏ rồi luôn nha. Màu đỏ này là phiên bản S. S-Sport ha. Đúng rồi, phiên bản này là phiên bản S. Màu đỏ và màu đen đều là phiên bản Fascino S. Thì nó chỉ khác về cái màu sơn thôi. Ồ, màu đen nhám rồi nè. Đây, màu đen nhám là những cái màu hot nhất trong những năm mà. Nhìn nó rất là cứng cáp ra nha. Đúng rồi. Nhìn nó ngầu quá trời luôn. Và xe, tất cả các xe đều nhập khẩu hải quan chính ngạch hết. Con này nữa nè. Cuối cùng mình cũng nói là chiếc Honda Dio 125 cũng nhập khẩu hải quan chính ngạch luôn. Công nhận ngồi lên á, cái góc nhìn trực quan với cái xe, cái mắt của mình mà nhìn lên cái ghi động á, nhìn nó ngầu quá thì ngầu luôn. Đúng rồi. Và cái xe này năm vừa rồi mình bán khá là nhiều nha, những cái xe tay ga này. Anh, nhưng mà trong nguyên cái dàn này thì anh, nếu như mà cho anh tiền á thì anh sẽ ấn tượng với cái nào nhất anh? Mình vẫn nghiêng về những cái dòng xe Rim 125. Đúng rồi. Những chiếc Rim này ngày xưa nếu mà bỏ một số tiền ra mua những chiếc Rim tem lửa thì rất là khó khăn. Nhưng mà ngày nay thì những cái chiếc Rim này nó chỉ trên 100 triệu một xíu thôi. Anh em có thể hữu ngay được cái chiếc xe Rim 125 hải quan chính ngạch rồi nha. Nhưng mà có lý do mà, tại vì có nhiều anh em hay thắc mắc là xe sao cũng là Việt Nam mình chỉ có mấy chục triệu mà cái này sẽ nhập lên tới cả 100 triệu hơn, mọi người chưa có hiểu.
Nếu mà nói cái xe Việt Nam mấy chục triệu thì không có nha. Rim ngày xưa là cũng là rim Thái nhập khẩu, nhưng mà thời điểm đó thì cái giá tiền của nó lên đến là 89 cây vàng. Mà thời điểm đó năm khoảng năm 1996 thì vàng lúc đó khoảng là 5 triệu một chỉ. Thì bây giờ thì xe đã được nhập về hải quan chính ngạch thì nó sẽ có giá tốt hơn, nhưng mà vì lý do điều kiện nhập khẩu thì nó sẽ đóng thuế nè, rồi phí vận chuyển, rồi phải các thủ tục liên quan đến xe thì cái giá thành nó sẽ đội lên. Nhưng mà thực tế bên ngoài, đâu đó bên ngoài cũng có một số xe thanh lý hải quan nó cũng đâu đó đã lên 100 mấy rồi, thì anh em cũng có thể là cân nhắc trước khi mua cái xe đó. Nhiều khi mua đúng xe mà tàu lao nữa hả? Đúng rồi. Nếu tính là nó đồng chứ nó không đến nỗi quá nặng anh. Đúng rồi. Nếu tính là một người một tầm khoảng 50 kg cái này nhất lên được. Thì nói chung là những chiếc rim này sẽ dành cho những đối tượng như các chú các bác nè, ngày xưa rất là thích những cái dòng rim mà nó rất là nhẹ nhàng, có thể đi cà phê cà pháo được cũng như là đi xa được. Anh Cường có thể cho mọi người xem cái hồng bên này. Cái hồng này rất là đẹp luôn. Ha. Đẹp ha. Đây, cái lốc máy này. Quá đẹp. Tất cả là xe chưa xăng, chưa gắn bình hết nha. Quá chuẩn luôn. Bồ. Đó, thắng vẫn thắng đùm, cổ điển ha. Đó, phục cái phục này là những cái kỷ niệm, những cái hồi ức này. Đúng rồi. Gọi là tăng đưa ha. Đúng rồi, có thể ngồi được một người, thấy rất là nhẹ nhàng. Ủa, cái này dính qua bên này đúng không ạ? Đúng rồi, quay tới. Ồ, đó ha. Đó, hai người nè, một người nè. Rồi, kỷ niệm hồi ức. Hồi xưa là cái này nó gạt hay sao á? Chứ là phải xoay. Đúng rồi, rim tem lửa thì nó sẽ có một cái cần gạt. Cần gạt. Đó. Gấp nè. Đây là cái hiệu ứng của tem nè. Ừ. Chúng ta có thể nhìn được trên dưới trái phải, nhưng mà khi ra nắng rất là đẹp, nó sẽ chuyển nhìn rất là hay, rất đẹp. Nhưng mà mọi người vẫn nói rằng là nếu như mà thích đó, là thích rim cái loại là rim hai kiểu dáng nó hơi giống rim lùn. Đúng rồi, thì con này nó lấy thiết kế trên những chiếc rim lùn như Achachi á. Còn rim cao bây giờ thì không còn sản xuất nữa. Trong cái cốp này là cái này là để đồ thôi đúng không anh? Ừ, cái để đồ thì nó cũng làm lớn hơn so với cái những cái chiếc xe ngày xưa hồi xíu, có thể là mình để được một hai cái áo mưa. Chà, giờ mình thấy để ý cái số pin nó đẹp dữ quá anh. Một năm luôn, dữ nhanh. Và những cái xe Thái thì nó sẽ có số khung số máy trùng nhau nha. À, đó là một cái thông tin đặc biệt ha. Đúng rồi. À, cho mọi người coi cái ổ khóa này hiện đại nè, nó không phải giống như ngày xưa nha. Nè, nó có nắp bảo vệ chống trộm nè. Hồi xưa là làm gì có, hồi xưa là cái chìa không thôi. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi, cảm ơn cả nhà. Đó thì đây là một cái video mà mấy anh em mình làm một cái vlog nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ. Cả nhà mà có cần những cái thông tin về báo giá xe nè, chương trình khuyến mãi nè, chương trình giao nhận như thế nào và các chương trình thủ tục hỗ trợ cho cả nhà mình mua xe như thế nào, thì tất cả các xe thì nó có rất là nhiều. Mình hy vọng là trong thời gian tới mình sẽ gửi cho cả nhà những cái video nhiều hơn ở trên kênh của mình, mà sẽ có sự góp mặt của các anh em đang bán hàng ở tại Cúp Shop ha. Rồi, một lần nữa xin chào nha, chúc cả nhà một cuối tuần vui vẻ.